Tri thức tốt xin chào quý vị và các bạn. Lời đầu tiên thay mặt cho ban biên tập chương trình xin được gửi tới quý vị lời chúc sức khỏe, hạnh phúc, bình an và gặp nhiều may mắn. Quý vị vui lòng nhấn đăng ký kênh, bật chuông thông báo để cập nhật sớm nhất những thông tin hữu ích đến từ kênh tin tức tri thức tốt. Ngay sau đây xin mời quý vị và các bạn cùng đến với thông tin chi tiết. Tử Vi Học Phương Đông cho biết, vận trình của quý bạn trong năm nay có hung có cát, có thăng có trầm. Với sự nỗ lực của bản thân, đương số vẫn có thể tạo dựng được một số thành tựu sự nghiệp nhất định. Chỉ cần có quyết tâm thì khó khăn nào cũng qua, khúc mắc nào cũng được giải quyết. Tài lộc mở ra, tuy không phải chia tay ra là dễ dàng đạt được, nhưng chăm chỉ ắt sẽ có được điều mình mong muốn. Sức khỏe trong năm có dấu hiệu sa sút, cần chăm lo, bồi bổ cơ thể nhiều hơn. Về phương diện công việc, năm nay có thể coi là một năm bình hòa, ổn định, chứ chưa thực sự nhiều khởi sắc rực rỡ đối với bản mệnh. Công việc có tốt, có xấu, chỉ cần có quyết tâm thì khó khăn nào cũng qua, khúc mắc nào cũng được giải quyết. Khi đủ nghiêm túc và cố gắng, quý nhân sẽ xuất hiện kịp thời, dìu dắt qua cơn sóng gió. Cơ hội thăng tiến cũng đến. Bản mệnh làm đến đâu, hưởng đến đấy. Tạo dựng được thành tựu sự nghiệp nhất định xứng đáng với công sức đã bỏ ra. Nếu muốn có đột phá thì sẽ phải cố gắng gấp bội, đức năng thắng số, cứ kiên trì và quyết tâm với lựa chọn của bản thân thì sớm muộn gì cũng tới đích. Về phương diện tài chính, trong năm nay công việc chưa có nhiều đột phá nên nguồn thu nhập chính của quý bạn cũng ở mức bình ổn, có thu có chi, tiền bạc đủ trang trải cuộc sống, chứ nếu muốn rồi dư thì chưa có. Người theo nghiệp kinh doanh cũng có lộc làm ăn, việc buôn bán có khởi sắc hơn mọi năm nhưng không quá thuận lợi nên làm gì cũng phải lưu ý thận trọng. Đặc biệt, chớ vì tham lam mà mạo hiểm đâm đầu vào lĩnh vực bản thân chưa có nhiều hiểu biết và kinh nghiệm. Bản mệnh cũng nên thận trọng khi đưa tiền hợp tác cho người khác, tránh hùn vốn quá lớn để làm ăn. Có nhiều việc không đơn giản như bề ngoài, lòng người khó đoán, chớ cả tin mà mất trắng. Về phương diện tình duyên gia đạo, xem tử vi bản mệnh về phương diện này cho thấy, tuổi này đón một vài tin vui tình cảm lứa đôi nhưng gia đạo có dấu hiệu bất ổn. Các thành viên dễ xảy ra xung đột, hòa khí gia đình giảm sút, con cái khiến cha mẹ phiền muộn, nhiều việc phụ huynh phải đứng ra xử lý. Về phương diện sức khỏe, sức khỏe của người tuổi này trong năm không quá lý tưởng, thể trạng giảm sút nên dành thời gian chăm sóc bản thân, không ăn thức ăn khó tiêu, tránh bị đau bụng, tiêu chảy, tệ hơn là ngộ độc thực phẩm. Mệnh chủ cũng nên chú ý xây dựng chế độ làm việc và nghỉ ngơi điều độ, đi lại nhìn trước ngó sau tránh vướng tai bay vạ gió, thương tật. Bên cạnh đó, cần tu tâm, dưỡng tính, làm nhiều việc thiện, đi chùa cầu bình an, cầu gia đạo hạnh phúc. Đặc biệt, bạn nên có chế độ rèn luyện nhằm nâng cao sức đề kháng. Diễn biến tử vi bản mệnh theo từng tháng trong năm. Tháng 1, vận khí tháng này khá tốt, cơ thể tràn đầy năng lượng tích cực, làm việc gì cũng thuận lợi. Tháng 2, cuộc sống phát sinh nhiều khoản chi tiêu, cần tiết kiệm hơn trong thời gian này. Tháng 3, Công việc dồn dập kéo đến khiến bản mệnh phải lao lực, ngủ không đủ giấc, thường hay mệt mỏi. Quý bạn cần biết cân bằng giữa công việc và sức khỏe để tránh đổ bệnh. Tháng 4 xuất hiện quý nhân phù trợ nên việc làm ăn tương đối tốt, không gặp nhiều trở ngại lớn. Tháng 5 do thường xuyên phải ăn uống xã xao, bản mệnh có thể gặp phải những bệnh liên quan đến đường tiêu hóa. Quý bạn nên điều chỉnh lại chế độ dinh dưỡng, đồng thời hạn chế sử dụng rượu bia, thuốc lá. Tháng 6 công việc đi vào ổn định, quý bạn có thể tranh thủ thời gian đi du lịch nghỉ ngơi, tĩnh dưỡng với gia đình. Tháng 7, trong nhà có chuyện không vui, các thành viên xảy ra xích mích, mâu thuẫn. Bản mệnh có thể đóng vai trò là cầu nối, gắn kết mọi người lại với nhau. Tháng 8, công việc thuận lợi giúp quý bạn chiếm được sự tín nhiệm từ cấp trên. Quý bạn nên tranh thủ thời cơ để tiến xa hơn nữa trong sự nghiệp. Tháng 9, cần chú ý giữ gìn các mối quan hệ với bạn bè, đồng nghiệp, tránh vì một chút hiểu lầm, xích mít mà ảnh hưởng đến tình cảm hai bên. Tháng 10, thời gian này tương đối nhản nhã. Quý bạn có thể dành thời gian ở bên gia đình hoặc trải nghiệm thêm những điều mới mẻ trong cuộc sống. Tháng 11, quý bạn có cơ hội mở rộng đầu tư, kinh doanh nhưng vẫn nên cân nhắc, tính toán kỹ lưỡng trước khi bỏ ra một khoản tiền lớn. Tháng 12, phát sinh một số chuyện không mong muốn, đừng vội nản lòng thoái chí mà hãy cố gắng vượt qua. Trong năm nay, quý bạn gặp sao thủy diệu chiếu mệnh. Sao thủy diệu hay còn gọi là thủy đức tinh quân là vị thần trông coi sao thủy. Sao thủy diệu còn gọi là sao phúc lộc hay sao thủy, chủ về gặp đại nhân, đi xa có của, gia đình thêm nhân khẩu, có thể là cưới gả hay sinh con. Sao thủy diệu còn được gọi là sao phúc lộc, chủ về tài lộc trong hệ thống cửu diệu. Người được sao thủy diệu tinh chiếu mệnh, đường công danh sự nghiệp được thăng tiến, của cải, tiền tài tích lũy bội thù. Giống như sao thổ tú, những người bị sao này chiếu mệnh thường kỵ tháng 4 và tháng 8, cho nên có sách viết thổ tú thủy diệu tứ bắt ai. Nhưng xét cho kỹ, những người bị sao thủy diệu có kiết, có hung. Sao thủy diệu hợp nhất với những người thuộc mệnh kim và mộc. Thủy diệu thường mang tới những điều may mắn và bất ngờ trong làm ăn, buôn bán cho gia chủ. Theo quan niệm ngũ hành, sao thủy diệu thuộc hành thủy, do vậy rất hợp với những người mệnh thủy và mệnh kim. Với người mệnh hòa và mệnh thổ thì phần may mắn sẽ bị giảm đi một chút, trong năm có gặp một số trở ngại. Quý bạn cũng không cần quá lo lắng, vì thủy diệu bản chất vẫn là sao tốt. Mệnh chủ chỉ cần biết cách hóa giải, tất mọi thứ sẽ thành, những khó khăn cũng được giải quyết. Sao thủy diệu, hay còn gọi là thủy đức tinh quân, là vị thần trong coi sao thủy, Sao thủy diệu còn gọi là sao phúc lộc hay sao thủy. Chủ về gặp đại nhân, đi xa có của, gia đình thêm nhân khẩu, có thể là cưới gả hay sinh con. Sao thủy diệu là sao phúc lộc, nhưng lại là sao xấu đối với nữ. Năm nào quý bạn nữ mạng gặp sao thủy diệu chiếu mệnh, thì năm đó gặp bất lợi, gặp hạn sông nước. Giống như sao thổ tú, những người bị sao này chiếu mạng thường kỵ tháng 4 và tháng 8. Cho nên có sách viết, Hổ tú thủy diệu tứ bất ai nhưng sẽ cho kỹ những người bị sao thủy diệu có kiết có hùng Sao thủy diệu hợp nhất với những người thuộc mệnh kim và mộc. Thủy diệu thường mang tới những điều may mắn và bất ngờ trong làm ăn, buôn bán cho gia chủ. Phụ nữ mang thai mà được sao này chiếu mạng thì sẽ được bình an và gặp nhiều điều tốt. Sao thủy diệu thuộc hành thủy theo quan niệm ngũ hành, do vậy rất hợp với những người mệnh thủy và mệnh kim. Với những người mệnh hỏa và mệnh thổ thì phần may mắn sẽ bị giảm đi một chút trong năm có gặp một số trở ngại. Quý bạn cũng không cần quá lo lắng vì thủy diệu bản chất vẫn là sao tốt. Mệnh chủ chỉ cần biết cách hóa giải tất mọi sự sẽ thành, mọi khó khăn dễ dàng giải quyết. Cách thức cúng dâng sao rượu thủy Mỗi tháng vào ngày 21 âm lịch đóng kín các cửa sổ trong nhà, dùng 7 cây đèn cầy cùng hoa quả, trà nước, bánh trái, và đốt ba cây nhàng khấn vái, quay mặt về hướng chính bắc mà khấn vái. Bắc Phương Nhân Quý Thủy Đức Tinh Quân thì sẽ được nhẹ bớt phần nào. Trên bàn đặt một tờ giấy màu đỏ ghi tên Tinh Tú tọa bản mệnh. Bắc Phương Nhân Quý Thủy Đức Tinh Quân dùng một cây diều chặn phía trên, lấy vài đò che kín bùa và diều, rồi đặt đằng sau ba nén hương đã dâng. Sau đó, mặt hướng về phía chính bắc tính tọa, trong khoảng thời gian từ 21 giờ đến 2 giờ. Qua 2 giờ đem bùa vào nhà bếp đốt là được. Trong năm nay, quý bạn gặp hạn thiên tinh. Gia chủ gặp hạn thiên tinh cần đề phòng ngộ độc, đồng thời cũng phải đề phòng ngộ độc khi ăn uống. Quý bạn gặp đau ốm, bệnh tật thì nên đến thăm khám và chữa trị ở những cơ sở y tế có uy tín và thành tâm cầu Phật, làm nhiều việc thiện mới nhanh qua khỏi. Cách dài hạn thiên tinh Hiện nay chỉ có thể giảm thiểu nguy cơ cũng như mức độ nặng nề mà hạn thiên tinh gây ra mà thôi, chứ chưa có cách hóa giải hạn thiên tinh toàn bộ. Một số phương pháp để giảm thiểu như sau. Thứ nhất, tu dưỡng bản thân, tích lũy công đức, phúc phận và cho dồi đạo đức, phẩm hạnh, làm nhiều việc thiện. Nếu có khả năng thì nên ủng hộ, quyền góp giúp đỡ những người có hoàn cảnh khó khăn. Thứ hai, đề phòng kẻ trộm, gia chủ nên nuôi chó, tu sửa cửa cổng, tường bao an toàn chắc chắn. Thứ ba, thực hiện ăn chín uống sôi, nấu nướng chế biến thực phẩm phù hợp với các nguyên tắc về dinh dưỡng, khoa học, không sử dụng thực phẩm không rõ nguồn gốc, đã bị mốc hỏng, biến chất, không đảm bảo an toàn. Thứ tư, khi tham gia vào các công việc có tính chất nguy hiểm như làm xây dựng, trèo thang, leo giáo hay làm cơ khí, mái tôn, thì cần có chế độ bảo hiểm, an toàn và hết sức thận trọng trong quá trình tác nghiệp. Trong năm nay, quý bạn gặp hạn tam tai, Quan niệm thường xem năm tam tai là năm xấu. Năm đầu nhẹ nhất, năm giữa nặng nhất và năm cuối sẽ hồi phục nhất. Tam tai thường không tính theo tuổi cố định, không tính theo năm sinh mà tính theo con giáp. Vào năm hạn tam tai, người gặp họa thường gặp nhiều khó khăn, khôn đốn, luôn cảm thấy bế tắc. Hạn tam tai tức là hạn của 3 năm liên tiếp đến với mỗi tuổi. Tam, ba, số ba, thứ ba, tai, tai họa, họa hại, trong một đời người, cứ 12 năm thì có 3 năm liên tiếp gặp hạn tam tai. Những người đến năm bị tam tai thường có những biểu hiện cụ thể như dễ bị kích thích, nóng nảy bất thường, hay bị tai nạn xe cộ ngoài ý muốn, bị thương tích trong những việc nhỏ nhẹ, bị kiện hay pháp luật không tốt, hay mất tiền của, công việc không ổn định, thậm chí thất nghiệp, công ty phá sản, bị mang tính thị phi hoặc bị oan ức có tang trong gia đình, mất mát người thân. Cách giải hạn tam tai Để giải hạn tam tai người ta thường cúng giải hạn, quan niệm có các vị thần giáng hạ cho từng năm, năm, thần, ngày cúng, hướng. Năm tý ông thần Địa Phong, cúng ngày 22, lệ về hướng Bắc. Năm sửu ông Địa Hình, cúng ngày 14, lệ về hướng Đông Bắc. Năm dần, ông Thiên Linh, cúng ngày dầm, lệ về hướng Đông Bắc. Năm Mão, ông Thiên Hình, cúng ngày 14, lệ về hướng Đông. Năm Thìn, ông Thiên Kiếp, cúng ngày 13, lệ về hướng Đông Nam. Năm tỵ ông Hắc Sát, cúng ngày 11, lệ về hướng Đông Nam. Năm Ngọ, ông Âm Mưu, cúng ngày 20, lệ về hướng Nam. Năm mùi ông Bạch Sát, cúng ngày mồng 8, lệ về hướng Tây Nam. Năm Thân, ông Nhân Hoàng, cúng ngày mồng 8, lệ về hướng Tây Nam năm dậu ông thiên họa cúng ngày mồng bảy lệ về hướng tây năm tuất ông địa tai cúng ngày mồng sáu lệ về hướng tây bắc năm hợi ông địa bại cúng ngày hai mươi lệ về hướng tây bắc về cơ bản năm đầu tam tai không nên bắt đầu làm việc trọng đại năm giữa tam tai không nên dừng việc đang tiến hành vì thường sau đó tiếp tục dễ gặp trở ngại năm cuối tam tai không nên kết thúc việc quan trọng vào đúng năm này. Trong năm này, quý bạn Phạm Thái Tuế cần đề phòng những chuyện thị phi, tai bay vạ gió, nên nhường nhịn, tránh đối nghịch hoặc xen vào những chuyện không phải của mình. Thái Tuế còn gọi là Thái Tuế tình quân. Thái Tuế chính là mộc tình, sao mộc, vừa là sao, lại vừa là thần linh trong tế lễ dân gian. Theo quan niệm dân gian, Phạm Thái Tuế có thể thể hiện qua nhiều hình thức hại thái tuế sung thái tuế phá thái tuế hình thái tuế khắc thái tuế trị thái tuế vận trình năm hạn thái tuế trùng với tuổi cầm tinh có nhiều biến động gia chủ dễ sinh bệnh tật tâm trạng hay buồn bực sung thái tuế vận trình năm hạn thái tuế sung tuổi cầm tinh có nhiều sự xáo trộn trong cuộc sống có nhiều thay đổi lớn hình thái tuế vào năm gia chủ gặp hạn thái tuế hình tuổi cầm tinh đại diện cho năm đó thị phi khá nhiều dễ có tai ương vô vọng như phá sản hại thái tuế năm gia chủ gặp hạn thái tuế hại tuổi cầm tinh đại diện cho năm đó dễ có kẻ tiểu nhân quấy phá nhưng chưa đến nỗi phải kỵ phá thái tuế năm hạn thái tuế phá tuổi cầm tinh đại diện cho năm đó về công việc bị kẻ tiểu nhân ngáng trở gây mất tiền tài phá sản cách hóa giải phạm thái tuế những người phạm thái tuế cần chú ý tránh những thị phi xung quanh, không nên tùy tiện tranh cãi hay sinh ra đấu khẩu với ai để có thể biến chuyện lớn thành chuyện nhỏ và giúp cải thiện các mối quan hệ xã hội. Về cách cúng thái tuế thì phải có bài vị cùng với lễ vật như hoa quả và cúng vào đầu tháng 1 âm lịch để giải trừ tai họa. Rồi đến cuối tháng 12 âm lịch cũng phải dùng lễ vật cúng để tiễn thái tuế vì đã hết năm. Năm nay quý bạn Phạm Hoàng Ốc nên công việc làm ăn, sức khỏe cũng như các mối quan hệ trong gia đình không được thuận lợi, suôn sẻ. Theo quan niệm dân gian và trong phong thủy, thì hoang ốc là một hạn cần tránh khi làm nhà. Bởi làm nhà là một việc quan trọng trong cuộc đời của mỗi người. Nó có tầm ảnh hưởng đến cuộc sống sau này của các thành viên trong gia đình. Theo tài liệu cổ và kinh nghiệm dân gian, từ xưa, cổ nhân thường có cách hóa giải bằng cách. Nếu gặp những năm phạm hoàng ốc, thì không nhất thiết không được xây dựng theo cách có đóng có mở rất linh hoạt và giải tỏa tâm lý cho gia chủ. Nếu gặp năm hoàng ốc thì sau khi xây cất xong, gia chủ trước khi nhập trạch về nhà mới thì nhờ người khác, thường là người thân, không phạm hoàng ốc, đến ở một thời gian. Sau đó, chủ nhà mới dọn đến ở chính thức. Những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại thời lượng của kênh tin tức tri thức tốt. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi. Mọi ý kiến đóng góp, mời quý vị để lại phần bình luận phía bên dưới để đội ngũ của chúng tôi có thể kịp thời hồi đáp. Quý vị vui lòng nhấn đăng ký kênh, bật chuông thông báo để cập nhật sớm nhất những thông tin hữu ích nhất đến từ kênh Tin tức trí thức tốt. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị ở những bản tin tiếp theo.